Cá trám cỏ, cá trám cỏ bà con ơi, bà con biết cá trám cỏ hết rồi phải bà con? Cá trám cỏ nó tốt, ăn thì nó tốt cho sức khỏe mà nó cũng rẻ tiền, không có gì cao với mắt. Nhưng mà cá trám cỏ nó tốt, không phải là ai ăn cũng được. Có những người có bệnh thế này thì vui lòng đừng ăn cá trám cỏ để bệnh chúng ta mau lành, mau bớt, mau khỏi nha bà con. Đó là những người không nên ăn là người có bệnh gút, sơ gan, rối loạn chức năng, gan, dị ứng với hải, sản, rối loạn tiêu hóa, có bệnh vô sinh. Đó, cho nên là vui lòng đừng ăn cá trám cỏ. Cá trám cỏ còn ngoài ra là nó tốt, ăn cá trám cỏ thì nó tốt cho thận, nó mạnh về tỳ vị, dưỡng vị bình can, sáng mắt, quá hư khư, phong thủy lợi hơn, hư nhược, mất nước, phù nề, thận tê thấp. Nhưng mà ta không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được, ăn không quá 300g một ngày. Ăn không quá 300g, ăn bình thường như các loại cá khác. Mà ta ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày bà con ơi. Thấy được, bà con đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Và đồng thời 4 video của chúng tôi nói về đời sống sức khỏe, ngày nào cũng nói 4 video sẽ sớm đến với bà con. Và đồng thời như nữa là chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Bà con ơi, đó, như vậy thì người không nên ăn cá trám cỏ là người bệnh gút, sơ gan, rối loạn chức năng gan, dị ứng hải sản, rối loạn tiêu hóa, có bệnh vô sinh. Còn ngoài ra, cá trám cỏ nó tốt cho thận, mạnh tỳ vị, dưỡng vị bình can, sáng mắt, hóa thấp, phong lợi thủy, hư nhược, mất nước, phù nề, thận tê thấp. Nhưng mà nó tốt, không phải ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn 300g, không quá 300g một ngày. Như thế thì nó tốt, mà ta ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày. Bà con có thấy được video chúng tôi thì đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Và đồng thời 4 video chuyên nói về đời sống và sức khỏe, ngày nào cũng có đời sống và sức khỏe, bà con chia sẻ giùm để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Xin chào, nào nào.